COVID-19. Hiểu Tiên, mới sáng sớm đã về rồi à? Mẹ. Con trai, con uống rượu à? Mẹ, khi nãy đi đâu vậy? Bà con muốn ăn đồ ăn, mẹ đi nấu cho ông ấy, vừa mới làm xong, cho nên quay về nghỉ ngơi. Tại sao mẹ không ở nhà chính mình nghỉ ngơi? Chạy tới chạy luôn vất vả lắm. Tại mẹ quen ở đây rồi. Nói thật đi, có phải ba con bắt mẹ về không? Ông ấy thích yên tĩnh một mình, đâu phải con không biết. Mẹ, mẹ gả cho ba 10 năm rồi. 10 năm qua, mẹ luôn là nữ chủ nhân, đúng như danh nghĩa của Tạ Thị. Tại sao còn phải sống ở nhà phụ của biệt thự Tạ Thị chứ? Thật quá bất công. Con trai, con sao vậy? Mẹ, con không sao. Con chỉ ấm ức cho mẹ thôi. Được rồi con trai, mẹ là tự nguyện. Được rồi, không có chuyện gì thì con lên lầu đi. Đi làm việc của con đi. Vậy con đi trước. Đi đi. Hiểu Thiện, chú mong cháu cân nhắc lại vì mẹ của cháu. Trời ạ, hóa ra hai người ba bữa nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, vừa lãng mạn vừa gây cấn. Cậu và Tại Hiếu Phi đó chẳng phải tình yêu sự nghiệp bội thu sao? Đúng rồi, mấy hôm nữa mình đi New York. Đi New York làm gì? Tiền cảm ơn của Tạ Thị. Việc khác nào còn cái xuất hiện công khai, con dâu xấu đi gặp ba mẹ chồng mà. Cái gì chứ? Nói ai xấu hả? Cậu mới xấu đó. Cậu làm mình đơn quá. Cậu sắp đi gặp ba mẹ chồng rồi, còn đọc tạp chí gì nữa? Mau lên, đứng lên chăm sóc với mình đi. Mình, cô hả? Quy trình của cô còn chưa làm xong mà. Đúng đúng đúng. Mau nằm xuống đi. Cô mặc kệ tôi, mau lên. Cô làm cho cậu ấy đi. Massage tinh dầu toàn thân, với cả làm sạch sau da mặt. Gói chăm sóc hiệu quả nhất của tiệm cô. Làm gì vậy? Làm trọn gói cho cậu ấy. Mau lên. Mau nào, không làm buộc phải làm. Vivi, cậu có cần mua quà gì cho ba mẹ Tạ Hiểu Phi không? Mình đã chuẩn bị xong rồi. Mình nghe nói bà ấy thích tranh chữ, vì vậy mình nhờ một người bạn mua giúp mình một bức của họa sĩ đương đại. Cậu được đó. Cũng coi trọng lần gặp đầu nhỉ. Lần đầu gặp rất quan trọng, mình phải để lại dấu ấn tốt. Đúng đúng, cậu thông minh nhất. Cậu nghĩ ba của Tạ Phi chắc không đáng sợ lắm chị. Có phải anh ta có thành kiến gì với ba mình không? Không rõ. Mời hai cô uống nước. Cảm ơn. Không có gì. Bụt sư Tần, chúng ta đến tiệm này xem đi. Nào, đừng uống nữa. Sao vậy? Vivi, Sam Sam, may quá. Đi shopping nè. Lục sư Tần, đang là giờ làm gì? Sao rảnh rỗi đi shopping vậy? Chào chị Đồng Vi, em tên Phương Bích Thần, là luật sư trợ lý của luật sư Tần. Anh ấy thường nhắc tới chị với em. Chị ngoài đời thật sự rất xinh đẹp. Cảm ơn. Trợ lý, chị quan hệ không đơn giản rồi. Cậu sao vậy? Thật ngại quá, con người cậu ấy ăn nói không nghiêm túc. Không sao, không sao. Hôm khác hẹn đi uống cà phê nhé. Được, được gì mà được. Phi Phi sắp đi New York rồi. New York? Đúng vậy. Chủ tịch của tập đoàn Tạ Thị chính là ba chồng của Tạ Hiểu Phi đích thân mời đó. Không bao lâu nữa, Phi Phi chúng ta sẽ được rồi. Được rồi, là thế này. Bởi vì Tạ Thị muốn tổ chức buổi tiệc ở New York, em tham dự với tư cách CAEA. Tốt lắm. Còn trẻ đã có thành tựu như vậy. Chúc mừng em nhé, Vivi. Cảm ơn.
Bận anh còn có việc, anh đi trước. Được. Được. Tạm biệt. Tạm biệt. Cậu Tần Thiên Vũ, ban đầu lúc vào mình làm đội ứng cho anh ta, thể hiện ra vẻ cực kỳ yêu cậu. Kết quả quay đầu lại thì đi shopping với cô gái trẻ rồi. Mình không giận mà được à? Chẳng phải cũng tốt sao? Nhìn hai người họ cũng khá đẹp đôi. Chúc phúc anh ấy, tốt gì mà tốt. Chứng tỏ anh ta không yêu cậu thật lòng. Mình phải lóc anh ta, điện thoại mình đâu? Nè, lóc đi, lóc đi. Luật sư Tần, anh định về công ty hả? Nhưng mà chúng ta định tạm khách còn chưa mua mà. Cậu quyết định đi. Tâm trạng anh không tốt phải không? Có phải khi nãy nhìn thấy Đồng Vi là tốt nghiệp của cô đi? Vào đi. Thiên Hữu, muộn vậy rồi còn chưa ngủ à? Còn một chương chưa đọc xong. Có phải bởi vì tối nay Hiểu Phi sắp về, ông ngủ không được phải không? Nói gì vậy? Sao tôi lại không ngủ được vì nó chứ? Nghỉ ngơi sớm đi, 6 giờ sáng ngày mai còn phải dậy sớm. Bà cũng ngủ sớm đi. Ngày mai bà còn phải thức sớm hơn tôi nữa đó. Được, vậy tôi đi trước. Chủ tịch, chuyến bay cất cánh đúng giờ rồi. Phi tổng có lẽ khoảng 2 giờ sáng sẽ đến nhà. Hữu Thiên, mẹ, con chưa ngủ à? Đã muộn thế rồi. Ba con không giữ mẹ lại sao? Là tự mẹ muốn về. Mẹ, ở căn nhà này con là người duy nhất có quan hệ máu mủ với mẹ. Mẹ không cần nói dối con. Bề ngoài thì dễ dàng là phu nhân chủ tịch. Trên thực tế, cho dù họ ly hôn nhưng ba vẫn không cưới mẹ. Đến nay vẫn không chịu cho mẹ danh phận. Đây rốt cuộc là tại sao? Cuộc sống như vậy mẹ còn muốn chịu đựng thêm bao lâu? Được rồi, đừng nói nữa. Chỉ cần ba con chịu đối tốt với mẹ, mẹ đã mãn nguyện rồi. Ông ấy không phải ba con. Mẹ, 10 tuổi con đã vào nhà họ Tạ, chuyện gì con cũng biết. Tạ Hữu Thiên ở bên mẹ chẳng qua là gì sản nghiệp của ông ngoại. Người trong lòng ông ấy yêu nhất mãi mãi là Lưu Uyển Oánh. Con không hiểu, người phụ nữ đó nằm trên giường 17 năm rồi, không khác gì đã chết. Mà ta rốt cuộc có gì tốt chứ? Đủ rồi, Hữu Thiên. Mẹ không cho con nói lời vô lý như vậy. Chỉ cần ông ấy chịu để mẹ tốt với ông ấy, như vậy là đủ rồi. Con trai, con biết không, yêu một người thì nên lặng lẽ hy sinh vì người đó, có hiểu không? Mẹ, mau về nhà đi, đi theo em làm gì? Không nỡ xa em. Phi tổng, về nhà sớm đi. Chủ tịch cũng đang chờ anh ở nhà đó. Ba anh còn ở nhà chờ anh đó. Mau về đi. Vậy tối nay em ngủ một giấc thật đã, ngày mai đến đón em. Vậy anh đi nhé. Bye bye. Bye bye.
nếu con chết tiệt. Bảo con về một chuyến thật không dễ gì. Đẹp trai. Muộn vậy rồi, đến lời chúc ngủ ngon cũng không nói với mình. Không được, anh sẽ không tha cho em. Muộn vậy rồi còn chưa ngủ à? Em không nói chúc ngủ ngon với anh ngủ được à? Anh chỉ vì chuyện này thôi à? Ngủ ngon, khoan đã. Ngủ ngon gì chứ? Em biết thái độ của em rất không chân thành không? Cần anh chỉ cho em không? Để anh chỉ em thế nào gọi là chân thành. Chính là bất ngờ như thế này, anh nhìn thấy chưa? Nhạt nhẽo. Hiểu Vi, bác đến bao lâu rồi bác Âu? Mới đến thôi. Hiểu Vi, bác đến nhắc nhở cháu. Đã muộn lắm rồi, sáng mai cháu phải gặp chủ tịch, mau ngủ sớm đi. Được, cháu biết rồi. Bác Âu, bác thấy cháu có men không? Bác đã nhìn thấy hết cả rồi, mau ngủ đi. Bác xem cháu về đây, sáng sớm thức dậy cũng không ngủ nướng được, có phải không? Cháu sẽ ngủ thật ngon, bác cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Được, ngủ sớm đó. Cũng may không làm gì quá đáng. Chủ tịch, uống cà phê đi. Hiểu Phi thức chưa? Vẫn chưa. Chủ tịch, đừng giận nhé. Nửa đêm qua Hiểu Phi mới đến nhà, chắc chắn đã mệt rồi. Chút mệt này có là gì? Cho dù có nguyên đêm không ngủ, nghi thức một buổi sáng cũng không được vắng mặt. Được rồi, đừng nôn nóng. Tôi đi chuẩn bị buổi sáng. Uống cà phê đi. Cô Đồng, mình lên xe. Chủ tịch chúng tôi đang chờ cô đó. Hiểu Phi đang đến, lát nữa cô sẽ gặp cậu ấy. Mời. Chủ tịch, đây là đồng viên, cô Đồng của Bộ Đàm phán Cơ quan Thượng Hải CAEA. Chào chủ tịch, lần đầu gặp mặt tôi là đồng viên. Thân hạnh cô Đồng. Hiểu Phi nhà tôi ở trong nước chắc chắn đã gây nhiều phiền phức cho cô nhỉ. Tôi là chuyên gia đàm phán tại thì mời đến, hỗ trợ Phi tổng là công việc của tôi. Vậy được, chúng ta bắt đầu đi. Làm phiền cô Đồng đích thân giới thiệu với chúng tôi về tình hình cụ thể của dự án lần này. Được. Ba, anh còn chưa đến, đồ vô tích sự, mặc kệ nó. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Trước tiên, dự án lần này. Chờ một chút. Bắt đầu gì chứ? Dự án lần này là tôi phụ trách. Tôi còn chưa đến mà. Con, ra ngoài. Tại sao chứ? Chính vì con đến muộn 5 phút. Chỉ 5 phút thôi mà. Hôm qua 2 giờ rưỡi khuya con mới ngủ. Con buồn ngủ chết đi được. Con đừng tưởng con có chút thành tích thì có thể muốn làm gì làm đó. Một người nếu đến thức đúng giờ cũng không làm được thì có khác gì ăn hại. Ba nói ai ăn hại vậy? Để nào con không phải sao? 2 giờ khuya ngủ thì ghê gớm lắm mà. Cho dù 7 giờ thức, con cũng ngủ 5 tiếng đồng hồ rồi. Còn chưa đủ sao? Con hỏi em trai con, hỏi chú của con,
Hỏi mọi người trưởng bối Tạ Thị đang ngồi ở đây, hàng ngày họ ngủ mấy giờ, mấy giờ thức? Điều này phải hỏi à? Mỗi một người ngồi đây chẳng phải đều cố gắng sao? Có phải không? Để bảo vệ tất cả những thứ mình đang có, đâu chỉ hy sinh giấc ngủ. Đến người nhà các người cũng có thể không do dự. Câm mồm. Con ba, đừng giận, chú ý sức khỏe. Bớt nói vài câu được không? Đây là chuyện gia đình tôi, không đến được cô xen vào. Vậy hay lắm, hủy cuộc họp đi. Đi. Con, thật sự xin lỗi. Tiểu Phi, anh không được như vậy. Bây giờ chúng ta mai về họp đi. Họp cái gì chứ? Ông ta bất lịch sự thế kia, mắng anh cũng thôi đi. Ông ta còn mắng luôn cả em. Hôm nay vốn là lỗi của anh, anh đến muộn cơ mà. Còn không giữ như vậy, ba anh giận anh cũng là tất nhiên. Ông ta không làm một người cha tốt, tại sao anh phải làm một đứa con ngoan? Em không cần biết anh và ba anh trước đây đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay chính là lỗi của anh. Anh gì mà anh, có phải lỗi của anh không? Được được, là lỗi của anh. Dù thế nào cũng là lỗi của anh. Quay về hợp đi. Bây giờ quay về hợp. Với tính khí của ông ta, bây giờ chúng ta về đều bị mắng chết. Nếu anh không nhịn được cãi nhau với ông ấy, vẫn sẽ không hợp được. Thế anh xem phải làm sao? Thế chỉ đành chờ hơi bớt giận rồi mới về thôi. Hay là em theo anh đến một nơi? Đi đâu? Nơi này thoải mái thật. Anh cười cái gì? Cười em không hiểu điều giác chút nào. Em đến mười mấy lần rồi, sao lại không hiểu chứ? Mười mấy lần. Những nơi em đi chẳng qua là quảng trường thời đại, đại lộ số 5 thôi. Xa chút là Ghen Thuyết, Trúc Liên. Chắc em chưa đi qua. Thế thì đã sao? Chứng tỏ những gì em biết không phải là New York, chỉ là Manhattan mà thôi. Em nhìn người kia đi. Em nhìn con chó đó đi, dáng đi cực kỳ dịu đà. Nhìn thấy rồi, sao thế? Chó ở Manhattan, mỗi một con đều sẽ đi học lớp sửa đổi hành vi. Chúng rất dễ nghe lời. Chủ nhân dẫn nó đi ở công viên trung ương, sau đó thu hút nhiều ánh nhìn. Họ sẽ cảm thấy cực kỳ hãnh diện. Vì vậy, đây chính là Manhattan. Người nào cũng thể hiện ra mặt tốt nhất của mình. Nhưng mặt kém nhất, họ mãi mãi không thể hiện ra, đều muốn che giấu. Nghe anh nói như vậy, em bỗng cảm thấy người ở đây có gánh nặng thần tượng. Vì vậy anh không thích nơi này chút nào, không được thoải mái. Đúng thế, ngồi trên xe ngựa, vào công viên trung ương, có gì thoải mái chứ? Anh cũng là muốn giúp em, ven múi giờ mà. Bớt đi, em đâu có yếu đuối như vậy. Nhưng cả như vậy, anh dẫn em đến một nơi anh thấy thoải mái. Dừng. Đi đâu vậy? Đến nơi em sẽ biết. Có sợ không? Không sợ. Vậy đi thôi. Bye bye. Bye. Cảm ơn anh. Người anh em. Không có gì. Đang làm gì vậy? Quyên góp tự do. Điều này em không biết rồi. Em thấy biểu diễn thú vị thì cho tiền, cảm thấy không thú vị không cho cũng không sao. Anh cứ cho 20 đô la ít vậy à? Cho nhiều sẽ là bố thí, hiểu không vậy? Sao em quen như vậy chứ? Hồi nhỏ họ nói với anh, Brooklyn là một nơi rất nguy hiểm, tập trung những người cực kỳ hung ác ở New York. Nhưng mẹ anh lại không nói như vậy, bởi vì lúc bà ấy đi học đã sống ở Brooklyn. Bà ấy nói với anh, đây này có rất nhiều người tốt, cũng có rất nhiều người thú vị. Tóm lại loại người nào cũng có. Bà ấy gì muốn? Anh tin lời bà ấy, đã giấu ba anh, dẫn anh đến nơi này. Cũng là anh từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên đến Brooklyn. Cả ngày chỉ dẫn anh đi nghe nhạc.
xem vẽ graffiti, sau đó xem các anh da đen chơi bóng rổ, tự do tự tại. Tóm lại là rất vui vẻ. Em mãi mãi không thể ở Manhattan nhìn thấy hình vẽ như vậy. Trước kia mẹ anh từng nói câu này với anh: mãi mãi đừng để sinh thành kiến với thế giới xa lạ. Nhưng trong thế giới ba anh, mãi mãi chỉ có thành kiến và hạn hẹp. Họ đong đếm mỗi một chuyện đều xem lợi ích. Vì vậy sáng nay đã cãi nhau. Anh rất muốn bình tĩnh nói chuyện với ông ấy, nhưng anh không làm được. Nhưng dù sao ông ấy cũng là ba anh. Không nói chuyện này nữa. Đi thôi, dẫn em đến nơi khác xem thử. Xin chào, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Đến đây làm gì? Sợ rồi à? Anh nói em nghe, anh là khách quen ở đây, em tin không? Chỉ cần anh ở đây, tuyệt đối không ai dám bắt nạt em. Đã lâu không gặp. Đúng vậy, cô gái bên cạnh anh là ai vậy? Cô ấy là bạn gái tôi. Anh biết đánh boxing thật à? Tất nhiên rồi, trước kia chẳng phải đã nói với em anh từng học đấm. Em tưởng anh lừa em à? Ai mà biết thật hay giả chứ? Không có câu nào thật. Vì vậy giờ em có cái nhìn khác với anh phải không? Bớt đi. Em không nói anh cũng biết trong lòng em nghĩ gì. Em cần gì che giấu anh? Em giấu trong lòng mà. Anh, em đến làm gì? Anh quên rồi à? Ba không muốn anh đến nơi thế này. Người ở đây quá phức tạp, lo lắng an toàn của anh. Ông ấy không phải lo an toàn của anh. Ông ấy chỉ sợ anh gây rắc rối cho công ty mà thôi. Anh đừng nói vậy. Em nhìn tin bộ dạng vô dụng của em đi. Suốt ngày mặc đồ vét thế này có ý nghĩa à? Hiểu Phi, em chướng mắt anh, có phải không? Chướng mắt thì biến đi, đừng ở đây. Anh cũng không muốn nhìn thấy em, Hiểu Phi. Anh mắng xong chưa? Mắng xong thì đi với em, buồn lắm rồi, đi thôi. Em buông anh ra. Anh cho em chạm vào anh chưa? Tà Hiểu Tiên, em tưởng anh không biết à? Em tưởng anh không biết. Em nghĩ thế nào đúng không? Em rất dự ý đãi ngộ hiện giờ à? Không dự ý chút nào nhỉ? Tại sao không phản kháng? Phản kháng ông ấy, phản kháng Tà Thị. Vì em, vì mẹ của em. Em có tôn nghiêm như một thằng đàn ông được không, Hiểu Phi? Em biết anh ngưỡng mộ em thế nào không? Nếu bây giờ mẹ anh còn ý thức, anh tuyệt đối không cho Tà Hữu đối xử với bà ấy như vậy. Anh, nếu anh nói những lời này khiến trong lòng anh thoải mái, em không để bụng. Bây giờ muộn lắm rồi, xin anh theo em về đi. Theo em về ư? Hiểu Phi, một chai bia. Cảm ơn. Uống đi. Uống nó đi. Anh, anh biết em dị ứng cồn mà. Chẳng phải em rất nghe lời ông ấy sao? Chẳng phải em muốn đưa anh về sao? Được thôi, em cạn chai bia này. Anh đi theo em. Anh đừng. Cô Đồng,
Đủ rồi chứ? Khi nãy tại sao em giúp nó uống chứ? Có ý gì đây? Rõ ràng anh biết cậu ấy bị dưỡng cồn, anh còn làm vậy. Để giúp bà anh giám sát anh, anh làm khó nó một chút thì sao? Anh có mâu thuẫn với ba anh thì hai người nói chuyện đi. Anh đừng thúc giận lên cậu ấy, đừng có dạy đời anh. Rõ ràng em biết mẹ anh tại sao nằm trên chiếc giường đó. Em không dạy đời anh. Em thấy anh làm như vậy không đúng. Anh không đúng phải không? Vì vậy bây giờ em đang nói giúp nó phải không? Em thấy chúng ta nên bình tĩnh lại được không? Anh nói cho em biết Đồng Vi, chuyện của anh không bình tĩnh được. Anh nghe lời em đi. Cô Đồng, cô không sao chứ? Xin lỗi Hiểu Thiện, không sao. Anh tôi thường xuyên như vậy, tôi đã quen rồi. Cô vào trước đi. Đại luật sư, anh đã bận rộn yêu đương rồi, còn rảnh rỗi gọi em mà. Sam Sam, khi nào Vivi về? Chẳng phải anh có bạn gái rồi sao? Anh còn lo cho Vivi làm gì? Cô gái lần trước không phải là bạn gái anh. Cô ấy là cấp dưới của anh. Em khuyên anh nên tiết kiệm sức đi. Cậu ấy đã quen tại ở Phi rồi, chắc chắn là chuyện vui sắp đến. Thiên Vũ, hai chúng ta là bạn thân, tất nhiên em hy vọng anh quen với Vivi. Nhưng chuyện tình cảm không ai miễn cưỡng được đúng không? Em thấy cô gái lần trước gặp ở trung tâm mua sắm, ánh mắt người ta nhìn anh tràn đầy tình ý. Anh cũng không còn trẻ nữa, có cơ hội thì cân nhắc người khác đi. Được, anh biết rồi, cảm ơn. Anh còn có gì cúp trước, bye. Vào đi. Luật sư Tần, tôi muốn hỏi, hôm nay tan ca anh có rảnh không? Sao vậy? Tôi chuyển chính thức rồi. Tôi muốn cảm ơn anh tử tế. Nếu không có anh giúp đỡ, tôi sẽ không chuyển chính nhanh như vậy. Chúc mừng cô. Thế, tan ca gặp. Anh làm việc đi, tôi cũng đi làm việc đây. Ừ. Để tôi xem thêm. Được. Cô chọn xong thì gọi tôi. Không cần đâu, gọi luôn. Được. Tôi biết khẩu vị của cô. Một phần này. Được. Sau đó thêm một phần này. Sau đó thêm hai phần bít tết, 5/9. Được. Vậy anh có muốn gọi nước uống gì không? Tôi không cần. Cho cô này một ly cam tươi ép là được. Dạ được. Cảm ơn. Luật sư Tần, anh có thể gọi nước uống. Hôm qua tôi mới được phát lương. Tôi lái xe. Tiền lương cô giữ lại xài đi. Tôi không muốn để một cô bé mới chuyển chính mời người bốc lột như tôi ăn cơm. Tôi không còn nhỏ nữa, năm nay đã 25 tuổi rồi. Hơn nữa, anh cũng không phải là người bóc lột gì. Trong lòng tôi, anh chính là một tấm gương tuyệt vời. Em thấy cô gái lần trước gặp ở trung tâm mua sắm, ánh mắt người ta nhìn anh tràn đầy tình ý. Anh cũng không còn trẻ nữa, có cơ hội thì cân nhắc người khác đi.
Từ cô, nước cam của cô, cảm ơn. Luật sư Tần, hôm nay cảm ơn anh nhé. Đáng lý tôi nên là người mời anh ăn cơm. Không sao, tôi sẽ không để con gái mời. Tôi đến nhà rồi, thế tôi đi trước nhé. Bye bye. Bye bye. Bích Thần, Tần Thiên Vũ, tại sao mày lại không thể quên Đồng Phi chứ? Muộn lắm rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đi trước đây. Bye bye. Bye bye. Luật sư Tường đã hôn mình rồi. Mình đang nằm mơ sao? Anh đi đi. Anh không đi. Anh đến để xin lỗi em. Người anh nên xin lỗi không phải là em, là ba anh và Hiểu Thiên. Anh không làm được. Không làm được có thể từ từ. Nhưng nếu trong lòng anh không muốn cải thiện quan hệ với người nhà anh, sự việc sẽ càng ngày càng tệ. Anh không quên được chuyện quá khứ. Không quên được, em hiểu không? Lần nào anh muốn làm con trai ngoan của ba anh, lần nào anh muốn làm gì đó cho Tạ Thị, chỉ cần anh nhìn thấy mẹ anh nằm trên chiếc giường bệnh này, anh thực sự không nhịn được. Bị thương thì phải điều trị. Nếu anh che nó lại, chỉ khiến mình ngày càng đau. Em không mong thấy anh như vậy. Thế em nói anh biết anh nên làm gì? Anh dẫn em đi gặp mẹ anh, được không? Các chỉ số đều rất ổn định, nhưng mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đủ rồi, các anh ra ngoài đi. Tôi nói ra ngoài. Em biết không, mỗi một tháng đều sẽ nghe được bài báo cáo tương tự. Kết quả của mỗi một bản báo cáo đều như nhau. Một là nói sức khỏe mẹ anh có khởi sắc, không thì là chỉ số không giảm. Nhưng câu nói cuối cùng chắc chắn sẽ nói với anh, mẹ anh sẽ không tỉnh lại, bà ấy còn phải nằm trên chiếc giường này. Một năm 12 lần, 13 năm hơn 150 lần.
anh đã chai lì rồi. Anh cũng không còn mong đợi nữa, bởi vì anh biết chỉ cần anh mong chờ, anh nhất định sẽ thất vọng. Nhưng ít nhất mẹ anh còn sống. Anh có từng nghĩ, nếu ba anh thực sự là người đặt cái lợi lên đầu, năm đó tại sao ông ấy vượt mọi khó khăn cưới mẹ của anh? Bởi vì mẹ anh tài giỏi. Thực ra trong lòng anh cũng biết, năm đó ba mẹ anh giống như chúng ta bây giờ vậy, đối mặt với áp lực gia đình. Nhưng ba anh vẫn cưới mẹ anh. Chỉ dưới điểm này, ông ấy dũng cảm hơn anh. Ông ấy khiến mẹ anh chịu rất nhiều khổ sở. Có lẽ ông ấy cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Đứng trên góc độ của mẹ anh suy nghĩ, anh và chủ tịch là người thân nhất trên đời của bà ấy. Anh nghĩ bà ấy sẽ mong nhìn thấy hai người như vậy sao? Hứa với em, có thể thử dũng cảm bước qua nó không? Anh sẽ cố gắng. Em sẽ ở bên anh. Chào Hiểu Phi. Chào cô Đồng. Bác đến làm gì? Chủ tịch chúng tôi mời cô Đồng đến đó. Xin mời, đợi đã. Ông ấy muốn làm gì? Chuyện của chủ tịch bác không tiện hỏi nhiều. Bác về nói với chủ tịch, cô Đồng Phi rất bận, không có thời gian gặp ông ấy. Cô ấy luôn ở bên cạnh tôi. Hơn nữa, cho dù ông ấy dùng thủ đoạn gì, chúng tôi cũng không chia tay. Ba anh có lẽ muốn tìm em bàn công việc. Thế anh đi với em. Nhưng chủ tịch nói rồi, chỉ bảo cô Đồng Phi một mình đến. Mời. Không sao, điều gì đến cũng phải đối mặt. Chúng ta đi thôi. Mời. Mời. Mời vào. Chủ tịch, cô Đồng Phi đến rồi. Chủ tịch, cô Đồng, cô đến New York nhiều ngày rồi, vẫn chưa đi dạo công ty Tạ Thị nhỉ? Nếu cô có hứng thú, tôi đưa cô đến khắp nơi tham quan. Vô cùng vinh hạnh. Mời. Mời. Tạ Thị trải qua nỗ lực 4 đời mới có quy mô như ngày hôm nay. Ở tòa nhà Tạ Thị, chúng tôi có hơn 3.000 nhân viên. Nhân viên công ty các nước chắc có khoảng hơn 100.000. Tạ Thị chúng tôi nổi tiếng nhất là khu nghỉ dưỡng tập Bát Tàng. Ngoài ra, khách sạn cao cấp, ngành du lịch, thậm chí là tàu thuyền, chúng tôi cũng có tham gia. Một doanh nghiệp người Hoa có thể đứng vững ở xã hội nước Mỹ, thật sự đáng gờm. Có thể góp sức cho trận chiến đầu tiên của Tạ Thị ở Trung Quốc, tôi rất vinh hạnh. Cô Đồng, tôi biết Hiểu Phi đã đưa cô đến bệnh viện thăm mẹ của nó. Hiểu Phi nó hận tôi lắm phải không? Có phải nó nghĩ bởi vì sự nhu nhược của tôi mới hại mẹ nó ra nông nỗi này? Chủ tịch, cứ từ từ đi. Tôi tin quan hệ của cha con ông sẽ được cải thiện. Tôi biết Hiểu Phi nó nghĩ thế nào. Nó cảm thấy tôi chỉ hám lợi ích, là tôi từng bước ép mẹ nó vào con đường này. Nhưng năm đó tôi vì muốn cưới Quyện Quánh đã trải qua vô số khó khăn. Nhưng sau khi Quyện Quánh kết hôn, không muốn ở nhà theo chồng dạy con, làm rất nhiều chuyện quá mực. Tôi là một người chồng, cũng là một người cha. Nhưng tôi càng là chủ tịch của Tạ Thị. Dưới trướng tôi còn có hơn 100.000 người trông vào tôi để nuôi gia đình. Nếu tôi làm việc chỉ nghĩ đến gia đình mình, có phải quá ích kỷ rồi không? Chủ tịch, những lời này ông đã nói với Hiểu Phi chưa? Tôi đã nói rồi. Nhưng Hiểu Phi không tin tôi. Nó nghĩ trong mắt tôi chỉ có danh và lợi. Ông cho anh ấy một chút thời gian, tôi tin có một ngày anh ấy sẽ hiểu.
Tôi lớn tuổi rồi, e là không chờ được đến ngày đã hiểu cho tôi. Nhưng cũng may cô đã xuất hiện. Tôi, cô Đồng, hôm nay tôi mời cô đến là muốn nhờ cô giúp một việc. Ông có việc căn dặn, tôi nhìn ra được Hiểu Phi đối với cô khác với những cô gái khác. Nó tôn trọng cô, nó chú trọng cách nhìn của cô về nó. Điều này vô cùng hiếm có. Vì vậy tôi muốn nhờ cô giúp tôi khuyên nó, để nó phấn chấn lên, đừng tiếp tục xa đọa nữa. Dù sao có một ngày cơ ngơi doanh nghiệp của Tạ Thị cũng sẽ giao về tay nó. Ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng.